Một tháng đỡ đi bao nhiêu tiền xăng? Xăng bây giờ đắt. Đây là chạy bằng đây là mình khóa đường xăng lại rồi. Ok. Rồi, khóa xong rồi và chạy hết pha xăng rồi. Chạy hết pha xăng rồi. Thì đây là cái bộ điện phân thứ nhất này. Còn đây là bộ điện phân thứ hai. Cả hai cái này đều rất tách khí hydro được thì sẽ tích vào một cái bình chứa này. Bây giờ em sẽ đây là xe chạy bằng nước. Chạy bằng nước anh rồi. Chạy bằng nước, đúng rồi. Đây là hết hết xăng rồi. Hết xăng nó không lên. Rồi rồi. Hết xăng không lên. Đấy là chưa đấu điện nó không lên thế nào cả. Nó bắt đầu hai bình ắc quy à? Hai bình ắc quy thì nó mới đủ, thế nó mới đủ nhiên liệu để có thể vận hành xe được. Hai bình ắc quy. Một cái thì nó sẽ thiếu. Nên thậm chí em còn làm cả hai bộ tách nước, đây là bộ thứ nhất, đây là bộ thứ hai. Đây là cắm điện để cho bộ thứ nhất nó chạy nhé. Đây, bắt đầu là sản xuất khí hydro rồi. À, rồi ra đây. Nó lên đường ống ấy. Nó lên đường ống đây. Và nó vào đây. Tại vì nó vào đây. Nó vào đây, đây là bộ thứ nhất. Và cái bộ này bây giờ thử khởi đấy. Đây là con xe quay chạy bằng nước. Quay thái chạy bằng nước. Đây là nước, thực ra nó chạy bằng khí hydro. Hydro được tách trong cái bộ này. Nó sẽ tách ra là thành oxy và hydro. Nó sẽ dẫn vào một cái bộ lọc. Và cuối cùng là có khí hydro và oxy tinh khiết qua đây. Đây, khí hydro và oxy này. Đây là cái bộ dẫn khí đi thẳng vào buồng đốt của xe máy. Cái bộ đấy đây. Cái bộ em đấu vào cái đầu chờ đây và cái bộ này nó sẽ dẫn thẳng vào. Buri à? Dẫn thẳng vào buồng đốt của. Dẫn thẳng vào buồng đốt đây này, nó sụp lên này. Đây là có thể là nó chưa sản xuất đủ khí, mình phải kích hoạt thêm một bộ nữa. Này kích hoạt bên bình bên này nữa. Kích hoạt thêm bộ nữa thì nó mới sản xuất ra đủ khí. Đấy, bộ này bắt đầu đang sản xuất khí đấy. Ôi khí nó đang sản xuất đây. Khí này đây, nó vào chung một cái chỗ thụ khí này. Khi nó lên kinh không này. Bắt đầu em để xe nhé. Em để đi. Em để xe cho nó nổ. Đấy, nổ êm nha. Mà cái xe sử dụng cái này nó lại nó nhiên liệu sạch này. Nó không có khói nhiều. Khói nó chỉ là hơi nước này. Hơi nước này. Nó chỉ hơi nước thôi đúng không? Chỉ là hơi nước thôi. Em chạy vòng cho anh, em vòng cho anh quay phát cho. Khí nước sản xuất khí hydro. Đấy. Một tháng đỡ đi bao nhiêu tiền xăng? Xăng bây giờ đắt. Đi rất là êm. Nó sạch không có khí thải đâu. Gọi là cải thiện môi trường. Tiết kiệm được tiền mua xăng. Tiết kiệm tiền mua xăng mà nó lại nó không khí thải không nhiều. Êm lắm. Phải hơi ngon đấy. Ok.
cái bản sau đó chạy xe con rồi. Rồi, cảm ơn em nhá.